Hôm nay mình sẽ chia sẻ về hình ảnh của những mâm cơm, mâm cỗ Tết ở các miền nhé. Nó rất là truyền thống, rất là ngon và các bạn có thể xem những này nếu khi chúng ta bí, chúng ta không biết nấu những món gì để khi mà nhà có khách hay là nhà có cỗ hay là Tết đến ấy, thì mình có thể xem những hình ảnh này để chúng ta tham khảo để chúng ta nấu nướng nhé. Và đây là mình sưu tầm được từ những mâm cơm, mâm cỗ và mình muốn chia sẻ để các bạn có thể làm. Miền Bắc thì hay có thịt gà luộc, giò chả, nem, canh mọc, bánh chưng vuông và đông thịt nấu đông, canh măng, canh miến. Còn miền Nam thì có những món đặc trưng như là thịt kho tàu, các món của miền Nam, và các món dưa góp, dưa muối, chua ngọt. Và các bạn có thể nhìn những hình ảnh này để chúng ta có thể làm mâm cơm nhé. Nếu mà mình lấy hình ảnh của bạn nào thì mong bạn thông cảm nhé. Để mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng làm ấy.